Sao đã quay trở lại cùng video squad và review song mới rồi đây. Mọi người đã request sẽ làm video cho dòng song mới từ nhà Blackrue quá trời luôn, cho nên là sẽ đã làm liền. Lâu lắm rồi thì mới có một bộ song Blackrue, làm sao háo hức tới vậy. Có tên đầy đủ là Blackrue Double Layer Over Velvet. Hãng đã hướng đến một chiếc son nhung mịn, ẩm mềm như là lông vũ chạm môi. Sa rất là ấn tượng với bao bì son lần này, được phủ trong sắc đỏ nâu trầm sang trọng, hộp giấy son cứng cáp, bên trong là thỏi son dán trụ vuông khối ngắn dày. Tên hãng thì được khắc laser chìm trên thân son nhựa dày đúc. Sa thích cách mà hãng mài lì mịn thân son, đồng thời là giữ cái packaging nó có độ trong suốt để nhìn xuyên thấu được kem son ở bên trong, nhìn rất là hay. Tuy được làm bằng nhựa nhưng mà Sa thấy son cầm khá là chắc tay xịn sò chứ không bị nhẹ. Mút cọ son là dạng mút bông thẳng có độ nghiêng nhẹ, bo tròn các góc. Bản màu Blackrue Double Layer Over Velvet thì gồm 6 màu. Cụ thể từng màu là gì thì mọi người cùng Sa khám phá liền nhé. Mở đầu bản màu DL01 Salmon Layer là sắc san hô hồng đào, ân ẩn đỏ dịu dàng ngọt mắt. Thuộc về tông lạnh và có đỏ ẩn cho nên là Sa thấy màu son này dễ dùng và không kén da. Tone da nào dùng màu son này cũng được. Son có thể dùng ổn ở trên mặt một được nếu mà da màu chị em mình không có nhiều khuyết điểm. Chiếc son đợt này của Blackrue thì khá là mới lạ hay ho. Son kem mềm mướt có kết cấu khá là lỏng. Ấn tượng nhất là son lên môi phát á, Sa thấy môi mình ngay lập tức siêu mịn như được phủ một lớp bơ vậy. Độ lên màu của son thì cũng rất là tốt, chuẩn rõ đậm ngay từ đường màu đầu tiên. DL02 Mute Layer là sắc hồng lạnh tươi và khá là khó dùng. Màu son này thì Sa nghĩ là được hãng thiết kế cho thị trường Hàn hơn là hướng đến thị trường Việt. Son chỉ hợp với các bạn có da trắng răng trắng thôi. Sau khi em son này trôi thì Sa thấy son để lại một lớp stain hồng neon khá là rõ đậm và bền màu. Khác với Velvet Tint sẽ lì dần ở trên môi á, thì chiếc son này Sa thấy sau một khoảng thời gian ở trên môi, son sẽ nổi lên một lớp dưỡng ẩm mịn trong suốt, bọc lên trên lớp màu, tạo độ bóng dưỡng nhẹ nhẹ. Lớp finish này rất là đẹp, che hết các vân môi luôn. Sa thấy độ dưỡng trong son thì rất là cao cho nên là team môi khô sẽ mê em son này liền. Đến với DL03 Faux Layer thì chúng mình có một gam kem đỏ nâu vàng của vỏ quế. Sắc son này siêu đẹp, hút mắt lại không quá trầm. Ánh vàng của son vừa đủ để khiến màu son ấm áp chứ không quá nhiều cho nên là son rất là dễ dùng, tôn da luôn. Màu son này thì chị em mình cứ dùng thoải mái ở trên mặt mộc nha. Chút khuyết điểm nhỏ là màu son sẽ hơi xỉn men răng tự nhiên xíu, nhưng mà màu này đẹp lắm. Lúc mà dùng lên môi là Sa đã phải suýt xoa liền. Vì chiếc son mịn và lên màu rất là tốt cho nên Sa thấy một lần nhúng cọ thôi là đã đủ lượng son để tô phun môi rõ đậm rồi. Son xốp mịn siêu dễ để chị em mình tán được nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau của cùng một màu son. Lớp son thành quả trên môi thì siêu siêu nhẹ tinh dễ chịu. Màu son DL04 Chili Layer là sắc đỏ hồng trà với hỗn hợp đỏ hồng pha cùng bê nâu dịu. Màu son thuộc về tone lạnh có đỏ trội cho nên rất là tôn da, làm sáng da hơn. Màu son này thì không khiến tone da men răng và có thể thoải mái dùng ở trên mặt mộc. Một trong những điều mà Sa cực kỳ tâm đắc của bộ son lần này là mùi hương son. Cá nhân Sa ngửi thì Sa thấy son có mùi thơm bánh quy nướng ngọt ngào, bêu béo cháy cạnh, siêu siêu thơm ngon. Sau khi đọc giải thích của hãng á, thì đây là mùi món tráng miệng creme brulee chứa danh nước Pháp. Đây là lần đầu tiên mà Sa ngửi mùi hương này ở trong son luôn. Sa cực kỳ thích mùi này. Tuy nhiên là mùi son rất là rõ, cho nên bạn nào mà nhạy cảm mùi hương thì có thể cân nhắc nha. DL05 là sắc son đỏ hồng lạnh trầm. Màu son này có ẩn nâu nhưng mà Sa thấy có ánh tím nhẹ nữa. Đây cũng là một màu son rất là hot với nhiều tên gọi khác nhau như là đỏ rượu, đỏ vampire hay là đỏ no cherry. Vì là đỏ trầm cho nên màu son siêu siêu dễ dùng, tôn da và làm trắng răng. Tuy nhiên chị em mình nên dùng kèm make up bởi vì ánh tím và độ trầm của son thì không thân thiện với mặt mộc lắm. Với chiếc son lần này thì Sa thấy son có kết cấu khá là mỏng. Khi sinh hoạt thì son dễ dây và trôi khá là nhanh. Chỉ có màu DL05 hai là Sa thấy son có stain hồng sau khi trôi thôi, còn các màu khác thì không có stain. Va chạm môi với tay thì nhờ vào lớp dưỡng nổi lên trên mà dấu màu son rất là mờ. Trung bình sinh hoạt thì Sa thấy son bám được tầm 3 tới 5 tiếng. Chị em mình hãy mang theo son để tiện dặm lại nha. Màu son cuối cùng DL06 Woody Layer là sắc đỏ nâu, quyện cùng chút ánh cam thuộc về tone ấm. So với DL03 thì Sa thấy màu son này nhiều đỏ và ít cam hơn. Vậy nên là DL06 sẽ là sắc son siêu dễ dùng, phù hợp với mọi tone da, tôn da và làm trắng răng luôn. Màu son này dùng trên mặt mộc thì cũng rất là xinh luôn đó.
Tổng quan thì đợt này sẽ thấy Black Crew quay lại quá là chấn động, vỏ son đẹp sang trọng, chiếc son mới lạ với độ dưỡng cao, mịn mềm, lên màu tốt và rất là nhẹ môi, mùi thơm son thì siêu ngon, siêu hay ho, bảng màu Same hết 5 trên 6 màu, trừ màu DL02 ra thôi đó. Hai màu mà Same nhất thì là DL03 và DL06, son chỉ có điểm trừ duy nhất là khá là nhanh trôi thôi. Trên thang điểm 10 thì sẽ xin cho Black Crew Double Layer Velvet 9,5 điểm, son đen được bán với mức giá tầm 220.000 cho một thỏi, trọng lượng là 4,1 gram. Trong video này thì Sa cũng xin giveaway 2 bộ son cho hai bạn may mắn. Thể lệ thì mọi người đọc ở dưới comment nha. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn mọi người thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like, subscribe channel của Beauty Your Way và tham gia giveaway bên dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.